Xuân Quý Mão 2023, Thanh Phú kính chúc toàn thể quý vị cùng một năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Và chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã và đang đồng hành cùng kênh YouTube Thanh Phú. Cuốn video đầu năm, Thanh Phú mời quý anh chị em cùng xem một phóng sự nói về cây mai truyền thống của Việt Nam và tỉnh Bình Định nói riêng. Một nghệ nhân cao tuổi, đó là bác Sáu Sự, là người đầu tiên trồng mai và sáng tạo cây mai giáng long tại Nhơn An thuộc thị xã An Nhơn của tỉnh Bình Định. Và sau đây Thanh Phú mời anh chị em cùng xem bác Sáu chia sẻ cách trồng cũng như chăm sóc và sáng tạo ra cây mai giáng long. Tạo dáng nhưng mà nó cái thầu nó chưa rồi,
nó đủ được để đạt được cái tiêu chuẩn như bây giờ. Yeah. Rồi sau đó mình mới nghiên cứu là coi như bây giờ mình muốn cái coi nó như vậy. Chứ ngày xưa là không có ai mình nâng đỡ tay mai hết. Yeah. Nhưng mà coi như mình thấy cái bộ đó nó rất là đẹp. Yeah. Mình mới nâng lên, nhiều mặt tiền mới cũng nói, ồ cây mai mà lại nâng lên nó chết chào. Yeah. Nhưng mà cuối cùng nó sức sống của cây mai nó rất là mạnh được. Cho nên là mình nâng đỡ cũng đầu tiên. Mà uống sữa là mình chạy tre, mình chế là mình uống đầu tiên nó lên cái tỉnh bình định là luôn chứ không phải nói gì. Nhân ngang này cả, nhân mình uống cặp, mình uống bên cặp, uống đầu tiên luôn. Cho nên sau mình tạo giá được đó, rồi mình làm kinh tế được, mình phát triển kinh tế được thì cái này nó nhân rộng. Từ đó nó mới nhân rộng là coi như bây giờ là nó thành cái làng này. Nếu mà tính từ năm 25 tuổi, bác làm đến bây giờ là mấy chục năm. Mình cũng có là coi như là bây giờ là mình đã nói mình làm cây mai này là trên 40 năm. Yeah. 25 tuổi bữa nay mình 70 tuổi tức là mình làm 40 lần năm. 40 lần năm. Cái lúc mà bác dùng cặp tre đó mà định hình cho cái cây mai thì lúc đó thì mình tại sao bác lại có cái ý tưởng mà hay vậy? Tại vì ý tưởng là mình có cái là cái lúc mình bắt đầu mình đam mê mình tạo ra những cái chi nó đang ở những cái cánh chó mà bây giờ không có cái gì đó giữ nó qua được. Không có cái, cho nên là mình phải nghiên cứu về cái cặp để mình cắm, mình tạo nó ra những cái cánh chó chi trong một cái thứ này nó trực quyền và bên ngoài bên kia nó tạo cho dán cho nó đều đó là cái thời cuối mà hiện tại bây giờ này là gọi là làm rồi phát triển và mấy chục năm rồi, nhưng mà những cái cách làm ngày xưa thời của bác đến bây giờ vẫn còn sử dụng là kim ngọc nhập tre á, là cái cách làm rất là giống ngày xưa, cho nên là hồi đó mà tới bây giờ vẫn còn sử dụng là nó cũng như là một cái đột phá trong cái ngành nghề đó. Nói chung là trong những cái thời khó khăn đó thì không có ai nghĩ về cái chuyện tàu đó. Thời buổi kinh tế lúc bây giờ cỡ năm 1980 rồi là coi như là cái kinh tế nói chung mà mình mới giải phóng cho nên là cái kinh tế nó còn rất là khó khăn. Cái ăn chưa đủ thì lái đầu mà chịu tàu. Nhưng mà mình cũng đột phá ra rồi. Mình đột phá ra, mình làm ra. Thì lúc mình làm ra sản phẩm là làm đâu là tiêu thụ đó. Không có coi như là không có đủ hàng nữa. Lúc đó thì chắc là mình phân bổ trong tỉnh thôi, có ra ngoài tỉnh không không bạn? Không, bắt đầu là coi như ban đầu thì trong tỉnh. Yeah. Sau đó là coi như quế rồi Đà Nẵng rồi là coi như là các tỉnh nó dần dần. Bắt đầu là cây mai của Bình Định bắt đầu đi dần ra các tỉnh. Đúng rồi. Yeah. Cho nên khi mình làm cái cây mai, tất cả giờ mình bán ra Đà Nẵng này, rồi bán về Quy Nhơn này, mình bán ở đâu, người ta nhìn bán là người ta biết coi. Ủa xấu sự rồi, tôi là xấu sự. Bác Sáu là người cũng phải nói là người mà đặt cái nền tài cho cái làm người. Cho nên là hồi cách đây cũng hơn 10 năm trước là rất là nổi tiếng. Nói đến cây Văn Lâm là phải nói đến bác. Nhưng mà giờ cái thời gian trong đời thì bác cũng như lớn tuổi. Nên là cũng ít có làm đại trè. Nhưng mà hiện tại thì trong vườn của bác thì cũng nói là rất là nhiều những năm hồi xưa. Còn sót lại, biết là bác cũng bán cũng là nhiều những tác phẩm đi khắp Việt Nam mình không bác ạ. Có cái cây mà cây mai nào mà bác ấn tượng để bán rồi không? Cũng có những cây ấn tượng bán rồi, như là có những cây mà ngày xưa tôi bán bình vàng luôn nhưng không phải bán bình tiền đâu. Yeah. Nhiều tôi bán là coi như người ta tới mua là coi như anh chồng thì ngồi đó. Yeah. Nhưng mà vợ là đi bán vàng mà bán bút là vàng không đủ đề vô cái cây mai của mình. Chính là một cái chất thu hút. Thu hút? Thu hút nói chung là tác phẩm này. Lúc đó là ngoài việc mà mình bán vàng rồi mình đòi vàng, đòi tiền rồi mình còn cái gì mình đòi tăng này không bạn? Nói chung mai thì không có cái gì đó mình đổi được. Nhưng mà mình chỉ bán bình tiền và vàng. Ví dụ như cái tờ đầu tiên mình bọc tiền mối mình coi như cho mình như là ông bị sói ở cái trại nên ông ra là ông tự động ông rút chiếc nhẫn ở trong tay ông ra trao cho mình luôn. Đó là những cái năm ví dụ 80 rồi. Mà trước là cháu hồi mà cháu còn nhỏ cháu cũng thích trồng mai lắm, trồng hồi còn nhỏ xíu rồi cũng năm mà
Hồi đó là mình nhớ là không có bán cái tay mai mình tiền, hoặc là cũng là dù ai đó thích tay mai con sẽ thôi, thì như là con thích cái đầu đĩa, hay là con thích cái dàn máy âm thanh á, đòi cái đòi tay lấy cái gì á, hay là con đã nghe là đó những chỗ bác mà đòi luôn dàn như là một chiếc xe, hồi đó là những xe đạp, là xe máy lắm á. Bác có gặp cái trường hợp gì lại không? Không, bác thì không có đối, nhưng mà tóm lại đặc biệt của cái cây mai thì nó không có cái giá trị nào mà đó mà coi như quyết định cho nó, mà giá trị của nó là tự mình nắm vô rồi. Ví dụ như mình trồng cây mai, giá trị của nó là tự mình nắm vô rồi, tự mình thấy cái công sức mình bỏ ra và cái giá trị của cây đẹp xấu từng cây, ví dụ nó to nhỏ nó bình nhau, nhưng mà có thể là cây 500 ngàn, cây 300 ngàn, cây 1 triệu. Bác bán có những cái coi nào mà bác đang tới mà nó đặc biệt đó, bây giờ bác còn nhớ, bác có là cho các bạn biết là những cái coi đó nó như thế nào. Ví dụ là mình bán nó mình coi như nó qua, mình bán người đó là người đó bán cho người khác, người khác bán cho người khác, là bây giờ như có cái coi mà của bác bán ban đầu bán về Thị Phước. Cứ bán về Quy Nhơn rồi là sang qua sang lại, thì bây giờ nó nằm ngay cái nhà của anh Phước công ty dược ở Quy Nhơn đó. Yeah. À, đó bây giờ cũng phải là hơn tí đó. Dạ, rất là giá trị. Đó là những cái coi mà nó có cái lịch sử, có lịch sử nó đời đầu của cái làng mà đúng rồi. Đúng rồi. Thì con cũng có một hai lần cũng đã nhìn thấy cái đó. Góc đó rất là đẹp. Nếu mà có gì thì con sẽ lồng vào cái video đó mà mọi người xem cái đó. Những cái đó đó là bây giờ bác nói là nó cũng là đấu thủ, còn nhiều nói về con mà trang phục trong ông cậu là nó phải vô địch Việt Nam luôn, nên nó phải tấn đầu tấn là nó cũng vô địch rồi. Mình có thể nói cái gốc mà trong ở trong cậu bây giờ cũng cứng của nó luôn, cứng theo cái gốc cần mấy trong ông cậu cái cố cũng như vậy, nên giá trị của nó cao rồi, nhưng mà lớn rồi, chúng cái cây còn phát triển được. Trong rất là nhiều cây, hàng triệu cây, nó có những cái cây mà nó thành tàn. Phải chất lọc rất là nhiều. Nên bây giờ nói với các cháu trồng mai là nó rất là dở, bây giờ trồng đại trà gọi là mai hàng mỏ thôi. Nếu làm ra một cây mai truyền thống mà cho nó đẹp, cực kỳ giữ mất cũng phải là 40-50 năm. Trở lên nó mới đẹp được. Mà nó 40-50 năm đó là không phải cây nào 40-50 năm nó cũng đẹp. Nhưng mà ví dụ là có nhiều ngàn cây, trên ngàn cây nó có được một cây, chứ không phải cây nào cũng là cứ túi cao là đẹp. Nó mới có một cái vị tướng đó xuất hiện trong đó. Còn cái thớ cây mà của Bình Định, ví dụ như bây giờ cái thớ trực là cái thớ liên hoàn, nó là coi như là nó liên hoàn mà nó ví dụ nó có thể là 8 cây, 9 cây, 10 cây. Nhưng mà nếu nó liền thì ta được tự nhiên cái cây là coi như bỏ là nó không phải như là mây lùng, mây tán, nhưng mà nó là mây thớ. Cho nên là ví dụ mình đi chó là một chó là một cây, một chó là một cây. Nhưng nếu mà trong cái quá trình chăm sóc của mình mà nó đuổi nó lao một cây là cái cây nó phí rồi rồi nghe không? Thì con còn người tạo dáng lại là cái kích cưa chiếm thớ rồi, chiếm đồ chạy nên cái thớ dân làm thì nó không còn. Đấy là mình thấy làm được cái cây dân làm không phải là dở, từ cách làm, cách nuôi, rồi cách cái kỹ thuật mà nó mình tạo dáng. Hồi trước cái thời mà cô bác thì con nghĩ là chắc cái cách trồng, cách chăm sóc rồi phân bón nó không như bây giờ là cô bác hay. Đúng rồi, tôi lại chia sẻ cái cách trồng hồi xưa, cái lúc mà sơ khai cái trồng mai như thế nào, hồi đấy là rất là tốt, mai rất là tốt. Cái cách trồng ngày xưa và ngày nay thì ngày nay không có bằng ngày xưa. Lý do ngày xưa là không có mà phong phú như bây giờ được. Nhưng ngày xưa là mình trồng mai là năm mình chỉ mua mai làm mua rau thôi. Rau là cái phong phú của nó là phong hữu cơ, phong đơn giản. Nhưng mà cây mai nó rất là tân đại. Bây giờ mình lạm dụng nhiều cái phân hóa học quá thì nó là cái bộ nó chỉ tốt tức thần thôi, nhưng mà thực tế cái bộ ở dưới dùng hóa học thì nó sẽ nó không bằng bây giờ, không bằng không bằng rồi. Và hơn nữa là bây
giờ dùng cái phân bón lá đó mà bón ở trên thì cái chất cây mai nó mới đủ chứ. Còn nếu mà dùng cái phân hóa học nhiều năm thì cái cây mai nó sẽ lòng lòng nó ít mức đi, nó không bao giờ nó nhiều độ nữa. Cây mai nó sẽ phát triển, nó sẽ không có theo cái tự nhiên là cái nó sẽ lớn nhanh, mà nó lớn nhanh là nó quay nó lại cái tuổi thọ nó cao đó. Đúng rồi. Cho nên bây giờ là tôi mới chuyển sang một cái chân bón là cái phân hữu cơ là nó nhiều hơn là cái phân hóa và cái thiên nhiên nhiều hơn. Đúng là phân hữu cơ cho nó cái bộ lỡ nó là nó sáng, còn nếu mà bón mà hóa học nhiều là tất cả bây giờ một cái số mà anh em mà đi tạo dáng mà thật buôn sai rồi anh nói ngày xưa đào cái coi đó mà lên là bây giờ là nó sống được, vừa kích là nó sống được. Nhưng bây giờ là anh em mua cái lô gốc rồi giờ là coi kích ra tạo cái con này nó chết luôn. Lý do đó cái là cái bộ lỡ dưới nó phát triển không mạnh rồi, nó bị hư đó, cho nên là coi như là cái lý do này. Giờ với cái dòng sinh, với cái kinh tế, với cái thị trường, với cái cách trồng công nghiệp bây giờ, người ta trồng cây để cho nó hàng hóa thị trường, cho nên là muốn càng nhanh càng bán, thì đó là cũng là một cái xu thế phát triển nó tự nhiên thôi. Vì cái nông nghiệp nó phải cần phân, nó cần gạo, nó cần sự phát triển nhanh để nó bán cái hàng hóa. Thì cái kinh tế. Kinh tế. Nhưng mà bây giờ là có những cây giá trị cao, thì bác có cái lời khuyên là đối với anh em là chăm những cái cây này giá trị cao để mình chơi lâu dài. Với những cái cây mà anh em chăm mà đau lâu dài thì nên nói cái là sử dụng cái phân hữu cơ là phải có. Chứ nếu mà sử dụng hóa học thì cái cây nó sẽ không bền được, nó không bao giờ nó bền được, nó sẽ lao cây lao đi hoặc là nó sẽ có một cái thầu điểm nó không có thích ứng được cái bộ lỡ ở dưới. Bởi vì cái hóa học nó vô nó làm cho bộ lỡ già khỏi rất là nhanh. Ví dụ là anh em sử dụng cái phân hữu cơ là thấy cái bộ lỡ anh em múc lên thì nó sẽ sáng bộ lỡ, nhưng mà nếu dùng bộ hạt thì múc lên là bộ lỡ nó sẽ đen, cho nên là bộ lỡ đã đen thì không bao giờ phát triển mạnh được. Bây giờ một số anh em nuôi dân là hầu hết là coi như là dùng phân hóa hạt mà trong là còn kết hợp phân của lá ở trên, cho nên nó ra được ra hoa rất là nhiều, nhưng mà thực tế cái cây là nó không còn. Cho nên nếu mà coi nó cứ chân như vậy luôn thì lần lần nó cũng sẽ chỉ có tạo được cái là coi như hàng đó thôi, chứ không có thể nuôi được cái cây mà để cho nó cùn nó lâu năm được. Nó lần lần nó cứ bung ra ngoài mà chỉ có coi xài bông thôi, chứ không có xài cốt được. Về độ bền thì nó không có. Đúng rồi, độ bền thì nó không bao giờ có được. Với cái chất trồng mà đó đúng là rồi coi chúng ta mình phát triển lâu dài của cái chất trồng thì cái kinh nghiệm của bác thì cái hỗn hợp trồng của cây mai cái trong vấn đề của mình là nó tỷ lệ như thế nào? Bây giờ đây thì coi như cái chiều hướng mới xu thế mới thì một số anh em một số nhà vườn làm dùng hỗn hợp rất là nhiều, nhưng mà mỗi người là một cách, mỗi người là một kiểu. Cho nên là coi như cái hỗn hợp của cái cây là coi như là con cái riêng về cây mai, cái bộ rễ của nó là bộ rễ cám. Nhưng nếu mà dùng cái hỗn hợp, ví dụ như bây giờ dùng nhất là số anh em mà dùng cái con bò trộn vô thì coi như là cứ khi mà nó ra trộn vô cái con bò nó sẽ đen, nó sẽ không ra kiếm được, không ai được. Rau là hỗn hợp ví dụ như là nhiều quá thì con cá là coi nó cũng không thể nào nó tốt được. Lý do con cá theo kinh nghiệm của mình trồng cây mai là nó phải tốt nước, nó rất là thích nước nhưng mà nó phải tốt nước. Tốt nước ở chỗ là ông tưới trồng là nó phải chạy dưới nếu cây nào chậm lại thì nó sẽ úng. Cho nên nó cây mai nó đặc tính của nó tâm mùa nắng là nó rất là đòi hỏi về nước, nhưng mà nước ở ướt như là nó sẽ ảnh hưởng đến cây cỏ. Thừa nước nó không chịu. Cái cung cây mai nó cũng có thế. Thì hồi xưa nhờ cái chất bắc phủ xe mới đẩy mình, cho nên là nó cái bộ rễ của cây mai hồi xưa thời bác trồng rất là khỏe và rất là nói chung là lớn đẹp cái bộ rễ.
và nay người ta trồng cho dừa cho trấu nhiều và các tiếng nhanh nhưng mà lại một đoạn không bệnh hồi xưa. Đúng rồi. Bây giờ tay trồng như thời điểm bây giờ là từ cái chỗ là coi như đưa cái hỗn hợp vô trộn nhiều quá nên trồng nó cũng có đớn rồi. Muốn có đớn của cây mai là mình phải tạo ngay từ đầu, từ ở trong hạt ra. Bây giờ từ cái phương thức lấy giống của cây mai, lấy giống hạt là đã coi như là cũng là chọn lựa, chọn lựa đó, cái sự chọn lựa giống. Ví dụ như một cây trước đây là ví dụ như cái cây bông đẹp thì mình lấy giống đó, là cứ đợi trả là nó ra bao nhiêu trái mình lấy bao nhiêu. Nhưng mà thực tế là trồng ra cái cây bông đẹp thì mình trồng ra bông nó không đẹp. Nó chỉ giúp một số đẹp thôi, còn thực tế là coi nó không đẹp. Cho nên muốn đẹp và muốn được và muốn đạt được cái hoa mà cho nó đẹp, cái đớn nó mạnh thì phải lấy tiêu chấm ngay từ đầu. Ví dụ như cái số lượng bút ở trên coi mình muốn lấy giống thì mình phải bỏ đi là coi như cũng 50-60% số hạt, cái số bông có ở trên cây. Và cái bức mai nó một bức nó sẽ ra một nụ, nó sẽ ra là 5 cái bông, 4-5 cái bông thì mình bỏ tất cả những cái mà nở sâu. Mình chỉ lấy một cái bông trái ở trước đầu để chỉ nó tập trung xuống, nó nuôi vô ra, nó mọc, nó to ra, nó cuốn xuất thì mình ương thì nó mới ra được nhiều nở nhiều đó. Còn nếu mà cứ đỡ bây giờ cái bông mà mình đỡ nhanh cái thì cái nở sâu, ví dụ cây mai đó là 8-9 cánh thì 8-9 cánh là chỉ có bông trái rồi, còn cái bông thứ hai đó là 6-7 cánh, bông thứ ba là nó sẽ 5-6 cánh rồi. Cho nên nếu mà đỡ nguyên cái cây đó, cái hộp đó thì coi như là mình nói là nó chung giống được mà nó không quấy giống được, bởi nó nuôi nhiều quá là cái hộp nó cũng bị ốm mòn đi, nó không ra súc. Nó sử dụng cái tai nghiện. Đúng rồi, nó sử dụng cái tai nghiện. Thì bác là bác không chọn lập được là cái cây nó khỏe, và sau đó là chọn cái hoa nào đạt điều kiện là mới lấy hộp. Đúng rồi. Cho nên là nó có cái nguyên nhân, nó có cái lý do. Cho nên bác không khi mà cái cây mà bác chọn lúc nào của đó cũng đẹp, và hoa rất là đẹp. Và cái con nói là cái cách làm, cái kỹ thuật làm của bác là tê cành với lại cái vùng thân đó, là nó rất là cân đối với nhau, nó cù rút, nó không có bị gọi là phe giang khớp như là nó sung sơ rất hợp đẹp của bác. Bác có cái kinh nghiệm mà chia sẻ cho bạn luôn cách làm coi như là tê cành của bác. Cách làm coi nhá là coi như bác cái bây giờ tất cả là làm coi hiện tại ở trên cái thị xã là nói chung làm coi hàng đó thì nhiều, nhưng mà làm ra coi mà coi như cái giáng lâm mà cho nó đẹp thì nó rất là khó. Ví dụ bây giờ mình muốn phân tay nó là mình phải phân cây từ đầu, chứ không thôi bây giờ làm sao mà cây mai cứ nó lên mình muốn để ra chỗ nào để rồi mà muốn để chỗ nào, ví dụ là nguyên tắc của nó là cây mai nó lên nó sẽ để, nó để bên đây một cành bên kia một cành, nó lên nó để nữa thì mình nói là khi mình trồng coi con thôi là mình phải theo cành, tức là mình kích bỏ cái mình sẽ lấy cành đó thì cái cây nó tiếp tục nó đi luôn lên lên trên. Còn nếu mình không theo cành, tức là mình không theo đó mình lấy cành từ nó để tới cái nấc thứ hai rồi cái nấc thứ ba là coi như cỡ 4-5 chi mà sát chỗ là coi nó sẽ không để nữa, trở lên giúp lên độ cao nó mới có sức nó để nữa. Cho nên muốn nó để thì có cái là mình phải theo cây, tức là nó để ra gần mình bỏ tới cái chỗ giáng cánh nó để nữa là mình lấy cái giáng cánh đó là chọn lập cây, chọn lập cây. Và ví dụ bây giờ cái giáng lâm là nó là mình chưa làm nhiều cái vườn nhiều cái nhà, bây giờ người ta làm đấy là nói chung là cũng có số anh em làm cái nó đánh tất. Nhưng có số là cứ thường mình phân điều tay á. Điều tay cứ điều bác chia sẻ thêm là khi mình làm tán bằng tay mình có nhất thiết là bao nhiêu tán trên một cây hay là tùy theo kích thước không? Thí dụ không cần thì bao nhiêu tay ạ. Bây giờ mình làm cũng cần phải đếm tay rồi. Nhưng mà con cái thí dụ cái cây đó nó lên được cái tầm cao thì mình nói nó nhiều tay. Nhưng mà thí dụ nó lên nó không để nữa mình kích mình rút cũng được. Nhưng mà thí dụ bây giờ làm cái giáng lâm là phải dưới, thí dụ bây giờ
cái tay thứ nhất qua cái tay thứ hai là mình đỡ 20 vòng. Yeah. Thì từ thứ hai qua thứ ba là mình rút xuống còn là 17-18 vòng, lên tới tay thứ ba mình rút lại còn 14-15 vòng. Yeah. Và lên cái tay thứ tư thì mình rút lại 10 và 5 vòng, mình rút nhanh ở trên đọt lại. Yeah. Bởi vì lúc nào cái đọt nó đóng là bao giờ nó cao nó đẹp được. Cho nên số anh em là cứ thường là cứ bắt đều thì không bao giờ sau mà nó thành cái cây cốt nó đẹp. Yeah. Đó chính là một cái kinh nghiệm mà các bạn muốn chia sẻ lại cho các nam đệ. Vì cái nhân lâm là lúc trước là phải nói là rất là nhiều cái tinh hoa trong đó, nhưng mà giờ lâu dài là theo cái lối công nghiệp nhiều cho nên là bộ rõ nó không đẹp này, rồi cái đường thân và cái tay cành cũng đều với nhau coi như là chi lớn chi dưới nó là nhỏ chi trên, là các ông đã chọn mà nuôi rồi đến cái mức cái kỹ thuật mà mình làm cái chi dâm mà các cái đạo bác chia sẻ luôn, nó có những cái gì đó mà mình rút kinh nghiệm được. Nói nhiều là cái dân làm mà nó làm nó cũng, nếu mà làm cho đẹp đó, thì thật ra là nó cũng phải là công phu mà yeah. mình phải theo nó luôn, cho nên có những người tôi biết là coi như là tâm thì rất là dở nhưng mà theo nó là khó, theo luôn nó mới đẹp được, chứ nếu mà coi như thả nó trong cái dòng thời mà mai mà ba tuổi tới năm tuổi mà thả nó là coi như nó sẽ hư. Yeah. Cho nên bây giờ là thí dụ cái tay thứ nhất là mình cũng lấy một chút, nếu mà làm nói yeah. cho nếu mà ở trong mình cuốc ra ngay cái đó là mình lấy yeah. đó, mình lấy ra thì bắt đầu là nếu mà dùng đó, bây giờ thường đó là không lấy mà tôi cuốc ra, tôi cuốc thẳng ra, có mình nhìn đỡ ra được gì đó mà nó tâm là phải lấy cái tay này phải lấy múa cho nó dịu dàng chơi ừ, cho bọn trong cái chi nó có những cái chi nhỏ, trong những cái chi nhỏ nó có những cái danh nhỏ, danh nhỏ rồi là có cái mình khi mình lấy cái phần nó cũng như là cái phần thân mình, tức là coi mình làm ví dụ phần thân là mình có thể là mình cũng phải cứu được nó, chứ còn nếu không cái phần thân mà mình cứ uống qua là thì cũng dán lên nhưng mà thật ra nó đẹp, nhưng mà cái phần ví dụ bây giờ từ cái đó mình muốn lấy cành thứ nhất là cây mai trồng lên chút giờ là nó sẽ để ý rồi yeah. thì mình phải bỏ để chi mình phải được cái phần thân ở dưới sát sát đó, tức là từ cái phần sát đó mình đè sát đó mình mới uống ra mình lấy được cái độ đó, nhưng mà làm phải là cần nó rất là chậm đến, nhưng mà thà mình cách nặng là chậm đến chứ còn mới ra cái tay tốt trời có cái cuồng đó là nó sẽ rồi nha, theo giữa cái đế và cái thân cái đoạn 13 đúng rồi, và cái thân đi lên đó, dạ. Cho nên làm cái dân thân mình là thấy dở nhưng mà không phải làm ra những cái coi mình nó đẹp rất là khó, chứ không phải là rồi có nghĩa là phần tay thì coi như là ví dụ bây giờ anh em thường làm nó cỡ chừng 3 năm là đông đẹp hết dạ. Nhưng mà ví dụ như muốn làm ra nó đẹp là mấy cái thành kết quả nó cỡ là 5-7 năm nó 10 năm nó ra được cái bộ tay nó đẹp, chứ không phải là coi được 5-1-5-3 mà nó đẹp được. Ví dụ bây giờ có bao nhiêu thường làm là cứ cấm ra bao nhiêu nó gọi là nhận trang trải xuống, gọi là mình trang trải thì nó cứ bình thật ra thì cái đó là cũng làm nó thôi, chứ còn nếu mình đứng vào trong nghệ thuật thì nó khác. Ví dụ cái dàn tay của mình không phải là bằng cái đẹp đâu, nếu mà tao là nghệ thuật đó, anh cũng phải lấy anh đá lên để kiểu như là cái lên cái xuống rồi kiểu như bóng rồng ra vậy. Ai nói là lên trần thờ chứ mà bút trầm lớn quá cho nên là anh lấy lên có lấy xuống có đầu rồi nó ra cái dàn tay cho nó đẹp. Đó mà mình chơi được cái dàn tay và mình hiểu được cái dàn tay, mình làm được mình thấy được cái tinh hoa và cái sự khó nhập trong cái cách làm của tay. Chứ bỏ gì nhà bởi vì nói với cháu là nếu cái dân lâm mà giữ nó 40 năm mà nếu mà mình theo tay mà coi như dỡ cái là nó lao rồi yeah. nó không chết hết cái coi mà nó lao một hai tay coi như bỏ ho ví dụ mình giữ cái coi đó được 30 năm rồi nhưng mình không giữ được thì thả nó cái tay đó là nó mất cơ không có cái coi được, cho nên ví dụ bây giờ khống chế nó phải khống chế nó từ dưới lên thôi từ dưới là lên đầu phân bố đầu tia bớt cho nó lao hết yeah. Ví dụ cái tay nó ra nhiều quá là mình biết nó
nó nhiều quá nó không đủ sức nuôi, ví dụ ở trên nó ra nó chỉ đủ sức nó nuôi ở cái mừng càng con mơ cái càng chi tiết thôi, mà anh đỡ nó một lần lần tức là nó sẽ lao động gặp nó sẽ lao động, đó là quy luật của nó, hàng nó quy ít nhưng mà nó mọc được, nó khỏe được. Còn nếu mà đỡ nhiều quá, cho nên tất cả là điều mình nói thì đây là những cái kinh nghiệm mình chia sẻ thôi, nhưng thật ra mình cũng phải tài nhưng mà con cái muốn giữ được cái càng là mình phải có cho nó rồi mình phải nuôi nó cho nó lớn, mà nó nít nhiều quá trên một cành nó cũng sẽ lao những cái chi tiết kia. Ví dụ mình cái coi mà mình nuôi nó ra nó là coi như phải là chim chim, mình kích là kích chim chim, cái cần chú ý nào chứ không phải cầm uống là mình muốn lấy từ đầu từ sâu mà mình làm cái bộ tay mình cho nó ra cái chim chim mà mình sẽ kích tập kích dùng kéo kích tập lên đây tập nhiều lên tập đầu nó cũng là coi như nó trong tay nó ra rồi nó cũng là mồi biết đeo vô như thế tùy tùy nó trong ở trong nói giờ đi coi dân ra nhà rất là khó chịu chứ không phải dễ chịu lắm. Khi mà mình nói nó đơn giản nhưng mà mình càng tìm hiểu thì nó lại có cái sự sâu sắc chuyên sâu trong đó. Đúng rồi. Thì đối với những cái này dân làm nó đẹp hay không thì nó còn cái cổ đớn nữa, nên là không biết là hồi trước mình làm mình đã chỉnh sửa đó là gì mà khi mà cây còn nhỏ không phải. Cái đớ là ngày xưa là không có ai mà biết cái đớ cần này bởi vì tất cả các tiền mối hồi trước là rất ít người trồng, nhưng mà trồng được cây mai mình nó ra bông người ta quý lắm rồi, không ai dám đụng tới cái rễ nó. Nhưng mà sau đó mình nghiên cứu nó có cái bộ đớ lên thì nó mới đẹp, cho nên gọi là nhất đớ nhì thông mà tam cành tứ giác, cho nên là ba bốn cái yếu tố thành nó mới kết hợp lại nó thành cái cây nó mới đẹp được. Cho nên cái phần đó là cái phần quan trọng. Thí dụ cái con như vậy nhưng mà nó nghèo đó, nó không có đó là về giá trị của nó là nó rất là thấp. Nhưng mà coi phụ nữ càng mạnh thì coi như là cái con nó càng đẹp càng rất đẹp. Cho nên cái thời điểm mình nghiên cứu mình năm đó là bây giờ đây là cái thứ ở trẻ còn làm hơn mình nữa chứ không phải là thôi dễ lên là đẹp. Đúng rồi. Bây giờ thì các anh em ở nhóm trẻ thì có những cách làm nó mới lẹ hơn, có những cái vườn ở đây người ta làm cái rổ rất là dài, làm cái giá cũng là chuyên gia nào thôi, đó là việc những cái cách mà mới bây giờ, nhưng mà dù sao thì con cũng vẫn đi sâu vào cái cách truyền thống, là cái bộ đớ nó là phải giám thú, và cái rổ bắn rồng nó phải bấu phải cho vững và cái tí lợ của cái cũ và cái bộ đớ nó phải hài hòa với nhau. Đôi khi mà làm cao quá hiu nó không có đẹp. Dạ, đã là gia nhân của mình là bộ đó phải diễn ra. Thì xu hướng bữa nay là có một số anh em làm cái bộ để cao. Đó là cái cách làm của mình. Cái bộ chân dài đấy nó cũng rất là khó, rất là lo. Nhưng mà trong ở trong đầu á, biết là cái bộ chân dài không à, bác chia sẻ thêm cái phần rễ mà mình cho lên cao á là liệu cái mai nó có bền không? Cái sức sống của nó. À, bởi vì bộ rễ mình đưa lên cao không kịp gì đó, bởi vì đưa lên cao là nó phát triển cái rễ cám ở phía dưới chứ còn thực tế những cái rễ mà lên ở trên nó không có với lại cái cách mà làm những cái rễ cao thì được gọi là mai chuyên gia thì đó là nó thiên về cái mai mà thuật. Còn ở đây là mình đang nói một cái dân lâm thì dân lâm thì không có nào mà làm được chuyên gia nó lên làm dân lâm không có đẹp. Thì mình xoay quanh về cái câu chuyện là cây mai truyền thống của mình là cây dân lâm, nên là cái bộ đó nó phù hợp với cái gốc là nó đẹp không bán đẹp hơn là làm chuyên gia. Nhưng bộ đớ của cây dân lâm nói chung là đớ thì nó có nhiều loại chứ không phải là một loại đớ đâu, đúng rồi, nhiều loại, nó nhiều loại đa dạng. Nhưng mà nó đẹp nhất là cái đớ phải đạt là cái đớ đẹp nhất, cái đớ đạt là đạt không à cục là cho nên là đớ là cái giá trị nó cao hơn cái đớ coi như là rỡ nôn, mình gọi là rỡ nôn, cái giá trị nó vẫn có, nhưng mà coi như cái coi mà bác bán cho chú Phước là nó là một vài đớ cục về cái giá của nó là nhắn con kỳ lân, và bữa nay là nó lại bị phát sinh ra một con kỳ lân con mà được bảo vệ ống trong con rất là đẹp, còn rất là ngon, cái đó là coi như là nó phải nói nếu cần mà trồng ở trong
cái tàu quay tuồng thì yeah. không có bộ nhớ nào qua nó đâu. Dạ, yeah. yeah. nó cũng là một trong những tác phẩm gọi là kinh điển và lịch sử của cái Lam Đồng. Bạch Phước cũng chú Phước á cũng lưu giữ được tài đó cũng may mắn của bản mình của cái Lam Đồng mình. Cho còn nếu mà những cái tác phẩm nào nó mang cái dấu ấn lịch sử như vậy mà đi các cái tỉnh khác bây giờ mình đâu biết là nằm ở đâu. Đúng rồi. Dạ, yeah. nhưng mà nó đưa vào cái định mình thì số mấy muộn gì Bạch Phước cũng sẽ cho ra mà cầm chúng mà xem hoặc là còn quay YouTube rồi là mọi người biết cái đó. Dạ yeah. Nó cũng là một cái may mắn. Chứ còn bây giờ cái mai Giáng Long hiện tại thì đó mà đạt được cái túi và cái tổ đèn thì cái tài đó thì bây giờ cũng hiếm lắm bác. Cầm thời gian. Dạ cầm thời gian đấy. Nên là đẹp đẹp là cái coi Giáng Long mà khi mình uống mình làm thôi tạo dùng mấy chục đêm nó cũng không có to cái không được. Khó lắm, khó có những con mà nó to được cái thân mà trở nên mà. Nhưng mà những người mà đã chơi được năm nay năm chậu là người ta sẽ hiểu được cái điều đó. Người ta chơi, người ta sẽ chơi độ dè. Người ta không có còn so sánh cái độ lớn, cái giữa cây. Nếu mà muốn chơi cây lớn thì chơi cây người đó. Dè, còn gái có trong chậu là phải vừa dè, vừa đăng không bác. Lớn thì kiểu trong chậu, cho nó là lớn mỏ. Cho nên bây giờ là làm mai á, mình phải nói là coi như phải thật như mai. Yeah. Nó nghĩa là mai phải 10 năm trở lên thì mới dồn được, yeah. mới dồn được thôi. Yeah. Những cái gọi là lão, tùng tơ mai lão, mai càng lão thì nó càng đẹp. Yeah. À, tùng tơ mai lão, nhưng mà thật như mai, chứ bây giờ trồng cái mai 4 năm năm, nó thật đi các chú là coi như là chính qua cao phong, cao qua cao tàu vậy chứ còn nói gì mở được thì dồn nó lắm đẹp. Cho nên có những con con trai nha, bây giờ các chú mà nhỏ tạo ra nó mình cũng không phục luôn. Bởi vì mượn thì cái gốc to, cái gốc lâu năm, cái gốc già. Mượn cái gốc già mà tạo ra cái con trai. Tạo ra cái con trai thì làm ra nó đẹp. Nhưng mà tạo đó cũng là không phải dở. Tất cả những cái mà nội tục nó đều khó vừa lắm. Ví dụ như bây giờ đi coi cái thân nó to như cái cổ tay mà kích một phát á rồi tới là bây giờ kiếp vô nhưng mà nó nứt ra nhưng mà nói về cái độ liền lạc của nó mà nói cho làm được cái thẹo đó là phải một quá trình nó đẹp nó phải là mười nhân trở lên từ mới có tài sản mà đỡ có một cây liền lạc thì ta cách một trăm cây như vậy thì tí lọt thành công chỉ vài cây là đẹp đúng rồi còn lại là đúng rồi là cháy là đúng rồi là có những cành diện sống những cành diện chết đúng rồi cho nên là còn những cái kỹ thuật. Yeah. 100 cây mà tới chừng mà nói chú chỉ nói là toàn bộ cổ tay nó cái kiếp không vô mà ta nó liền đó. Nó liền tức nó lành nó còn vết nữa thì mất phải 10 năm không không dưới 10 năm đâu còn đó là nó lành hoàn toàn còn bây giờ là anh em nó còn kiếp cái mà bây giờ nó còn cao đó là anh làm nó khổ dân thấy nhanh nó lành được. Nên mới khó là khó được người ta nhưng mà khó là lắm nha nó phải đối với cái sức sống của cái cây nữa đúng rồi yeah. nó phải cái con già nó phải có sức yeah. nó đầu là cái mà cái nó còn cái thứ mà già mà cái tư nhân cũng nói là ghét rồi yeah. Thì thôi thanh cũ về năm mới còn chúc bác với gia đình mới sức khỏe và già. Dạ, yeah, cảm ơn bác cũng là một trong những người định mà nắm nó phát tiền với làng mai. Thành ngờ về chương trình này cũng giới thiệu với các bạn bác luôn để các bạn được biết. Thế nhiều khi là mọi người nghe to bác xấu nhưng mà chưa bao giờ biết mặt biết cái vườn của bác. Thì bác là hiện tại là hồi trước là bác ở chính là bên trung ở bên Hà Đức. Dạ xin chào tất cả bên quý khán giả, quý anh em ở trên cơ quan sân nhiều. Mình ở trước đây là ở làng Mai Hậu Đức. Hiện tại bây giờ mình ở là coi như là số 83 đường Lương Định Của, phường Nhân Hưng. Gần cầu Sĩ Tan. Sát ba sinh cầu ba sinh số 14. Là mình xin chúc tất cả là quý anh em trong kênh của Hồng Tân coi như sang một cái năm quý mão. Coi như là có được nhiều sức khỏe, nhiều vui trong cuộc sống. Thay mặt các bạn trên con thì cũng chúc bác sức khỏe, gia đình. Cảm ơn bác rất là nhiều trong buổi chia sẻ vừa qua. Cảm ơn bác. Chào bác. Cảm ơn.
Yeah.